Tên Tạ Nguy này dở chứng gì vậy? Tự dưng tới Yên Phủ làm gì? Bây giờ để hắn thấy ta qua lại với Châu Dần Chi, không biết là gây rắc rối gì nữa đây. Ông tổ của ta ơi, vẫn ăn được nữa, mau đuổi hắn đi đi. Đâu phải quan hệ thân quen gì đâu, sao lại phải ngồi ăn cùng nhau? Này Thế Tử, ta thấy cũng không còn nhiều thịt nữa, hay ta xuống bếp lấy thêm ít thịt cho mọi người. Nhanh thôi. Sao lại giật đùng đùng thế? Ninh Ninh không sợ trời không sợ đất, lại sợ Tạ tiên sinh à? Không biết sau này đi học sẽ thế nào đây. Quỳnh ăn thịt đi. Ninh gì? Bình thường cô cũng làm thế với Yên Thế Tử à? Không sao, Tạ tiên sinh đừng hiểu lầm, ta và Yên Lâm rất thân nhau. Quỳnh ấy thích ăn đồ nóng, đúng không? Nào nào, uống rượu đi, đừng để bỏng lưỡi. Ninh gì? Cô không biết uống rượu hại sức khỏe à? Đã là bạn tốt thì nên làm việc có ích cho nhau, vậy mà cô cũng không biết sao? Dân, tiên sinh nói phải, ta uống hại sức khỏe ta là được chứ gì. Ninh Ninh,